Sư huynh. Đình Chi, tại sao con lại ăn mặc như vậy? Sang Nhi, mở cửa. Nè, đừng núp bên ở chỗ này nha. Sang Nhi, mở cửa đi. Sang Nhi à, con mở cửa mau đi. Chuyện gì vậy hả? Người ta đang ngủ mà, tại sao đánh thức người ta vậy? Có chuyện gì? Sang Nhi à, lúc nãy cha thấy một người áo đen lẻn vào trong này, con có thấy không hả? Con không thấy, con ngủ suốt cả đêm, đâu có thấy người áo đen nào đâu. Lúc nãy cha con có thấy một người áo đen chạy vô trong này. Ây da, có chứ. Người đâu? Con đã thấy trong chim bào đó. Ây da. Ấy, cha mẹ không phải nói ra chợ mua đồ, ngày mai mới trở về sao? Cha mẹ thấy thời tiết không tốt, cho nên mới về sớm. Cũng may là trở về kịp lúc. Trên đường đi có gặp rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng không biết cái người áo đen đó thuộc giới nào. À, sư muội, cứ yên tâm đi. Người đó võ công rất là thấp, không phải đệ nhất cao thủ. Tôi nghĩ chắc là bọn cướp thường mà thôi. Ông lúc nãy chỉ dẫn con bình thường thôi, cũng đã thương được hắn rồi, nên hắn thực sự không phải là cao thủ. Tuy nhiên, có bất lợi nào đối với đệ tử khác hay không, nhất là Bình Nhi đó? Tôi nghĩ không đâu. Nó đã bị tôi đánh bị thương rồi, chắc là chạy trốn từ lâu. Hơn nữa, bây giờ trời tối, đừng có đánh thức tụi nó. Ừ. Được rồi, đi ngủ đi. Ha. Vậy cha mẹ cũng nghỉ sớm đi. Ừ. Sư huynh, đi thôi. À. Nè, giữa đêm hôm kia, tại sao ăn mặc như vậy vào phòng của cha ta? Bởi vì để phát hiện sư phụ hành động kỳ lạ, cho nên mới dò thám phòng của sư phụ mà thôi. Ngươi còn nghi ngờ cha của ta về việc chung chất nổ à? Đó là bởi vì cái chuyện đó, cho nên huynh không thể nào hiểu nổi. Hôm đó, theo dõi sư phụ tới đồi núi gần khu đó, không thấy tung tích ông ta, đã phát hiện một miếng giả dụng và bốn cổ thi hài trên mình đầy thuốc nổ. Và ngày hôm đó, Ngũ Bá Cương đã xảy ra vụ nổ. Nhưng cái chuyện nó tổng hợp lại, cho thấy sư phụ có cái bí mật không muốn nói với người khác biết. Ngươi muốn ta nói với ngươi bao nhiêu lần, cha là người quang minh lỗi lạc, không bao giờ làm cái chuyện đó đâu. Nhưng mà không cho ngươi nghi ngờ cha. Gần đây ở mãi trên tàu không có luyện công, chỉ sợ các con lơ là với võ công, cho nên bắt đầu hôm nay mỗi ngày sáng sớm luyện công 2 tiếng đồng hồ. Dạ sư phụ. Bình Chi, con vào môn phái chỉ thời gian ngắn, căn cơ chưa vững, chỉ cần luyện tập cần mẫn, sau này chắc chắn sẽ học được tuyệt học trên người, trả thù cho cha mẹ. Dạ sư phụ. Lâm trận đối địch cần phải nhanh và chính xác để chiếm lấy tiên cơ. Đức Nhược. Dạ sư phụ. Bình Chi, sư phụ đánh vài chiêu với con. Xin sư phụ chỉ dạy. Có sao hay không? Ừ, không sao. Chắc con đi học ngày chưa tới thôi, đã đụng trúng vết thương. Con bị thương hồi nào? Hôm qua con và Bình Chi lên bờ luyện kiếm, con không có để ý đâm trúng hắn đó. Bình Chi, thật sự có chuyện gì không? Đúng vậy đấy sư phụ. Đạo kiếm không có mắt, khi luyện công phải chú tâm để ý, biết hay không? Dạ biết rồi sư phụ. Sang Nhi. Dạ. Ê, người nào đó làm cho con của cha giận vậy? Cha, con muốn về Hoa Sơn, con không muốn đi Phước Châu nữa. Người đòi đi Phước Châu cũng là con, bây giờ đòi về cũng là con nữa. Ngàn bướng đưa qua như vậy. Con không phải ngàn bướng đâu, nhưng mà nó không chịu nói lý. Nó? Ồ, con định nói là Bình Nhi à? Nếu như Bình Chi làm cho con giận, con có thể bỏ mặc nó, nhưng mà nó lại vu khống cho cha. Nó nghi ngờ cha đã dùng chất nổ tại Ngũ Bá Cương giết người bịt miệng cha đẩy hành tung. Thử hỏi chừng nào thì cha mới làm cái chuyện bí ổi đề tiện tới như vậy.
Cha, bây giờ cha nói con giận có lý hay không? Nhạc Bất Quần là trưởng một con phái Hoa Sơn, không bao giờ có cái hành động đê tiện vậy đâu. Bình Nhi đã trải qua cái tai họa diệt môn, đối với người đương nhiên có lòng đề phòng. Hơn nữa hành tẩu giang hồ phải có lòng đề phòng mới được. Bình Nhi làm như vậy không có gì quá đáng đâu. Cha, cha thật sự khoan hồng độ lượng đó. Đại trưởng phu hành động quang minh lỗi lạc, cái chuyện nhỏ như vậy cần gì phải áy náy trong lòng. Cha, vậy cha cũng đừng có trách con nhiều lời. Con thấy cha trừng phạt đại sư huynh như vậy nặng nề quá, cha thu hồi thành lệnh đi có được không? Đại trưởng phu làm việc phải đặt đại cuộc lên hàng đầu, hy sinh tiểu ngã là cái điều khó tránh. Nhưng mà đại sư huynh bị nghi quan đó. Cái tên nghiệt đồ kia lúc nào cũng lui tới với người trong ma giáo, cho nên mới có ngày tàn như vậy. Cái đó là tự nó chuốc lấy, nó cần phải chịu trách nhiệm về hành động của nó. Đuổi nó đi, còn con tưởng trong lòng cha không buồn hay sao chứ? Quân tử lừa lời mà nói. Sang Nhi, con đừng có nói cho mẹ con biết về cái việc Bình Chi nghi ngờ cha, để tránh xảy ra chuyện. Con là người hiểu chuyện, con không có nói bậy bạ đâu. Nếu như là người biết chuyện thì con đừng có giận Bình Nhi nữa. Ấy, chuyện kia khác, chuyện này khác, không thể nào xem chung với nhau. Tóm lại, con không có dễ dàng tha cho Bình Chi đâu. Tới Phước Châu, hắn sẽ biết tay con. Ôi, ai giờ con ơi, ai giờ mày vô, mày vô, không có chúng tôi đây cũng đâu. Cho quầy à, mời vô, mày vô, mày vô, mày vô đi, mày vô đi. Ai tiểu tao là không có chúng tôi đây tiểu tao. Cảnh vật chi phủ, nhân diện toàn phi. À, sư phụ, yêu cầu phúc quái cuối con đường này đó. Thật hả? Ê, cái con nhỏ này, cẩn thận. Nè, mẹ xem, cái kiếm này thiệt là đẹp quá. Cha, thậm chí cô Phước Châu và Hoa Sơn mở một chỗ điều khác. Cha coi đồ này nè, trông đẹp quá đi, cha coi. Nè, cô nương à, cô xinh lắm. Cha, bà ta bỗng dưng vô cớ nói con ăn xinh kìa. Linh Sang à, mua rượu kiếm thêm lần nữa sẽ hiểu rõ thôi. Mùi giống ăn xinh lắm hay sao? Không phải là ăn xinh, bà ta nói mùi đẹp đó. Đừng hiểu lầm ấy nha. Linh Sang à, mùi có cái nét đẹp trầm ngư lạc nhạn, ai thấy cũng thương hết đó. Thị kiếp. Linh Sang. Chàng thanh niên, không lẽ tâm lý của con gái không hiểu rõ hay sao? Con gái của sư phụ có tình ý đối với con đó, đối xử tử tế với nó. Nè, hãy chạy theo đi. Dạ sư phụ. Để xem có chạy theo hay không, có bao nhiêu thành ý. Đứng dậy đi, đứng dậy. Ngươi đừng có phiền để ta ngủ chứ. Ê, đi vào, đi vào, đi, đi hết đi, đi hết đi. Lâm Bình Chi nhất định sẽ trùng chấn sư phụ Phước Hoài.
Bình Chi, thôi đừng có buồn nữa. Từ nay tôi cùng Phước Quay có thể trùng chấn Thanh Quay hay không hoặc còn nhờ vào con đó. Lâm Quỳnh, Bình Chi quay về với phái Hoa Sơn của chúng tôi, nhặt mổ hết lòng dạy dỗ, đào tạo cho nó thành tài, an ủi linh hồn của nó trên trời. Bình Chi, đứng dậy đi. Sư phụ, con... Đừng có nói gì cả, sư phụ hiểu rõ. Sư phụ, con nhất định sẽ luyện công cần mẫn hơn. Một ngày nào đó, con nhất định sẽ trùng chấn tiêu cục Phước Hoài. Ừ. Bình Chi, cha mẹ con còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành, con cứ việc nói ra. Bình Chi, ngươi yên tâm đi, cha của ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Di nguyện của cha tôi trước khi qua đời, muốn tôi trùng chấn tiêu cục Phước Hoài và phân cô có tại các tỉnh. Ừ, tử thừa phụ nghiệp, đó là cái điều đương nhiên. Tử thừa phụ nghiệp, vậy Bình Chi sẽ không về Hoa Sơn nữa hay sao? Ta nghĩ đợi Bình Chi lo xong những cái việc ở tại tiêu cục Phước Hoài xong rồi mới lên Hoa Sơn cũng không muộn. Nói như vậy, con và Bình Chi phải mấy tháng không thể nào gặp mặt được. Phải đặt đại cuộc lên hàng đầu, đừng có con nít nữa. Sư phụ, mấy tháng qua quý vị sư huynh đường xa lặn lội, chắc ai nấy đều mệt hết rồi. Thôi thì để cho họ vào trong phòng nghỉ ngơi trước đi nha. Ừ, cho các con hãy vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Dạ sư phụ. Di ngôn của cha còn cho biết những di vật ở tại nhà cổ hẻm hướng dương đừng có lật coi, đừng có lật coi. Ngoan ngoãn theo ta, bằng không tự chuốc quả vào thân. Dư Thượng Hải, đừng ra tay. Dư Quan Chủ, tại sao lại chuyên môn làm cái chuyện mờ ám? Đừng có nói nhiều. Sư huynh, mai là có Tử Hà thần công hộ thể, nếu không bị Phôi Tâm Chưởng đánh dậy, hậu quả khó lòng mà nói trước được. Ừ,
Bình Nhi, võ công của sư phụ con trên hẳn Dư Thượng Hải, tại sao sư phụ con lại bị trúng chưởng? Bởi vì đệ tử học nghề không kỹ, gian tặc biết được không phải đối thủ sư phụ, cho nên chuyển qua tấn công con. Sư phụ bởi vì cứu con cho nên mới bị thương đó, mong sư phụ trách phạt. Mẹ à, Bình Chi không phải cố tình làm cho cha bị thương đâu, thì mẹ đừng có trách hắn nha. Bình Chi, con bình an vô sự là được rồi, đứng dậy đi. Dạ sư phụ. Nhìn Linh Hồ đại ca. Linh Hồ đại ca à, có phải chân khí trong cơ thể anh lại chạy bậy nữa hay không? À, đúng rồi Linh Hồ đại ca, hôm nay em có đi hỏi thăm khắp nơi, người trong thị trấn nói là em trai của danh y Bình Nhất Chỉ quá ra ấn cư ở đây. Em định nói Dược Dương Bình Nhị Chỉ. Ừ. Nghe nói y thuật của ổng giỏi giống hệt như là anh của ổng, nhưng mà hành tung phiêu bạc, cho tới bây giờ còn chưa biết ổng ở đâu. Linh Hồ đại ca, hồi nãy trên đường về đi em mua một ít bánh bao, anh ăn đi. Ăn đi. Linh Hồ đại ca, Tử Phụng kỳ kỹ thiền bồi thiếu, ngày hôm nay chúng ta không sai không về cả. Nào cạn lấy đi. Cạn. Linh Hồ đại ca, rượu là vật có hại sức khỏe, uống nhiều vô ích. Đời người phải biết kịp thời hành lạc, em có hiểu lý lẽ đó không vậy? Hả? À, phải. Đi đi, chuyện của anh đừng có lo. Linh Hồ đại ca, đừng có tự hành hạ mình như vậy, em nhất định sẽ tìm được thuốc để chữa bệnh cho anh. Em không biết thật hay là không biết giả gì hả? Sở dĩ em bị sư phụ của anh đuổi nó khỏi Hoa Sơn, đó là bởi vì em phải dẫn anh đi cầu y khắp mọi nơi hay sao? Bây giờ không có kết quả, vậy mà còn có thời gian ở chỗ này nói này nói nọ nữa. Đi đi. Ra ngoài. Anh tìm ra ngoài. Một tính rượu 120 năm, anh cũng không có hứng thú. Gì? Hãy thử xem thế nào. Anh đừng có tưởng anh nói khích là có thể đuổi được em đi. Em biết ở trong lòng anh nghĩ thế nào. Em không dễ dàng bị mắc lừa đâu. Em sẽ bám theo anh mãi. Hiếm có được rượu ngon trước mắt, chúng ta hãy quên đi Dược Dương, cùng vui đêm nay. Được. Trời đất bao la, mặc kệ tất cả mọi người, chúng ta hãy tiêu diêu tự tại, sống qua ngày. Cha.
Đừng có nói nhiều, ta đây đã hiểu rõ. Công công, hãy đi cùng với tụi con đi. Người phải ra đi chính là ta. Các người hãy mau trốn thoát đi. Đúng tại đại ca ta, ta nhất chỉ tham gia vào ma giáo. Bây giờ tuyên lệ tới các người. Nói à? Thôi thì hãy sống cho khỏe. Đừng nghĩ tới việc ra tù, hả? Đi đi, các người mau đi đi. Thần giáo Văn Thừa Võ Đức giải cứu chúng sanh. Đông Phương giáo chủ Hà Tịnh, Dược Dương lập tức lên hát một ngày cứu mạng, không được chậm trễ. Bình Nhất Chỉ không phải là người ma giáo, tuyệt đối không nhận lệnh. Dược Dương, lệnh huynh Bình Nhất Chỉ tận trung nhật nguyệt thần giáo. Đông Phương giáo chủ tiếp tài, thấy y thuật nhà người cao minh, ta làm sao không lên núi phục vụ vậy? Bình Nhất Chỉ không giống như đại ca Bình Nhất Chỉ, phú quý vinh hoa không cần, hãy đi đi. Dược Dương, người ba lần bốn lượt vi phạm lệnh giáo chủ có biết tội không? Bình Nhị Chỉ không có làm bạn với ma giáo, muốn chém, muốn giết tỉ các người. Em người dám cãi lên ta, ta giết cả nhà nhà ngươi. Ta thấy mạng với nhà ngươi. Nhật Nguyệt thần giáo giết ta. Sao ngay cả những người ta không tất sắc cũng giết? Hành động của Nhật Nguyệt thần giáo thật là quá đáng. Tại sao phải làm như vậy? Bên trong chắc nguyên nhân biết được chứ, không phải là người ma giáo làm. Thật ra là ai? Làm ơn đưa nó về nhà của Dược Dương. Dược Dương? Đại Tẩu, Đại Tẩu à, Đại Tẩu, hãy cho tôi biết Dược Dương ở đâu. Đại Tẩu, em yên tâm, chị sẽ đưa em về nhà. Đây chính là nhà của em. Nói à, nói. Dược Dương cư. Nói à. Linh Hồi đại ca, chúng ta đã tới Dược Dương cư rồi, nhất định có thể chữa lành bệnh cho anh. Dược Dương tiền bối, Dược Dương tiền bối, nói à, nói. Cháu à. Nói à. Cháu à, cháu. Nội. Dược Dương tiền bối. Cháu à, cha mẹ của cháu đâu hả? Họ đã chết hết rồi. Chết rồi. Dương Dương tiền bối, tôi xin ông hãy cứu bạn của tôi đi. Tôi không có tinh thần, không muốn cứu, hãy đi đi. Tại sao chưa nhìn là đã quyết định không cứu rồi? Ê, bây giờ tụi mình khó giữ, làm sao cứu được người khác đây? Hơn nữa bạn của cô cũng đã hết thuốc chữa rồi mà. Dương Dương tiền bối, sao hết thuốc chữa rồi hả? Tôi muốn ngàn gian khổ đưa anh tới đây để ông chữa bệnh cho ảnh, chỉ có ông mới có thể cứu được thôi. Ảnh là người tốt đó.
Anh ta là ai vậy? Anh là đệ tử của phái Hoa Sơn, Linh Hồ Xuân. Trong cơ thể có 7-8 luồng chân khí, nhất thời khó lòng quá giải, không phải dùng thảo dược có thể chữa trị được đâu. Ta tìm cách hút chân khí ra, nhưng còn chưa thành công hay không, đúng như cầu mưu sự thành nhân, thành tự tại thiên, tất cả tùy vào cơ duyên của hắn. Em à, để chị làm cho em thanh kiếm được không? Ừ. Sau khi có báo kiếm, em khỏi cần sợ người xấu nữa. Còn có thể bảo vệ cho nội của em, biết không? Dạ biết. Ừ, thanh kiếm làm xong rồi. Ừ. Em muốn cái này của chị. Em ngoan, trả lại cho chị, không lấy được đâu. Nè. Không trả. Đừng có giỡn. Nè. Trả lại đi. Em ạ. Trời ơi, có đẹp không? Hả? Hát bọc lên bài. Quá ra cô là người trong ma giáo. Nội à, cứu cháu. Giúp nội à, cứu cháu. Tập phương bất bại với cả gia đình của ta. Thí mạng già này cũng không làm gì cho các người đâu. Hãy thả cháu nội ta ra. Bằng không, ta sẽ cho hắn biết tay. Không được làm hại anh. Thả hắn ra, ta làm sao sống nổi đây. Nếu ông làm như vậy, tôi sẽ để cháu nội của ông chết trước mặt ông. Bọn vô liêm sĩ ma giáo, giết chết cả gia đình của ta, còn có mặt mũi kêu ta chữa bệnh các người nữa hả? Không cần biết thần giáo làm điều gì. Nếu như không cứu Linh Hồ Đại Ca, ta sẽ giết nó. Đó chỉ là điều cần biết, đừng có giết nó. Linh Hồ Đại Ca, hãy thả nó đi, con nít vô tội mà. Nội à, nội. Linh Hồ Đại Ca, nếu như không thả nó, anh ấy sẽ tự đoạn kinh mạch. Thả nó đi. Nội à. Hợp chào. Nội. Nội. Nhìn nhìn. Ông ta thích hình người ở trong ma giáo. Cũng khó trách lắm. Ông gì không muốn làm việc cho thần giáo, cả gia đình đều bị giết. Em thật sự không hiểu tại sao Đông Phương giáo chủ lại làm như vậy. Đông Phương bất bại. Linh Hồ Đại Ca, xin lỗi, em đã hại anh. Đừng có nói như vậy. Lúc nào em cũng đưa anh chữa trị đây đó. Anh đây cảm ơn cậu không kịp nữa. Nhưng mà nếu như không phải vì em, thì em sẽ chữa lành bệnh cho anh. Người ở đây không hiểu sự lý. Những người giả nhân giả nghĩa trong chánh phái biết bao nhiêu người. Anh đây không tin ở trong bài giáo không có người tốt. Thôi, chúng ta đi. Anh đi không sống được bao lâu nữa. Anh hy vọng những ngày tháng còn lại, mỗi một ngày đều có thể ở bên em. Trước khi cuộc sống của anh không còn nữa, anh mong có thể nhìn em nhiều hơn. Thật ra ngày hôm nay anh có thể chết ở chỗ này, đó đã là kết thúc lớn nhất của anh rồi. Hơn nữa, còn có em ở bên cạnh của anh, anh không cần phải gì hết cả. Nhưng anh còn có một nguyện vọng. Nói đi. Sau khi mà anh qua đời, em hãy mang thi hài của anh trở về Hoa Sơn. Cho dù sư phụ anh hiểu lầm anh tới cỡ nào đi nữa,
Anh cũng hy vọng sau khi chết có thể được sự tha thứ của ông ta. Anh biết rõ nguyện vọng đó rất khó thành đạt. Thật ra sau khi người qua đời, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Phải vậy không? Đừng có nói chuyện cùng điên nữa. Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Để em đàn thanh tâm phổ tiền tấu cho anh ngủ yên nha. Tôi biết là nhà người thần giáo của chúng tôi có lỗi với ông. Ông thù hận trong lòng, tôi hiểu được. Nhưng mà tôi hy vọng ông có thể cứu Linh Hồ đại ca. Giết chết các người ăn thua gì đây? Vợ con trai và con dâu của ta đâu có sống lại được. Thôi đi, nể tình các người đã tha cho cháu nội của ta. Dược Dương, ông thật sự không cứu Linh Hồ Xuân? Không phải không cứu, nhưng không thể làm gì hơn được. Bây giờ là cái biện pháp duy nhất là đưa nó lên Thiếu Lâm Tự. Coi án mày ở phía tây có giống cái hồ lô không? Anh đây thấy giống như là một tỉnh rượu vậy. Nè, con cá mày bên kia là giống cái bầu rượu. Từ bên đây nhìn vào đây là một cái ly nhỏ. Còn những án mày dưới kia giống như là những giọt rượu nhỏ xuống vậy. Em nghĩ anh chắc là tiểu tiền tái thế, thích rượu như mạng sống. Anh không phải là tiểu tiền tái thế, thích rượu như là mạng sống. Anh cảm thấy tiền thế của mình chắc là một con sâu rượu thật là lớn. Anh thật sự không biết còn có bao nhiêu cơ hội để ngồi nhìn những máng mây trắng trôi qua. Mặc kệ nó đi. Có thể nhìn được ngày nào thì hai ngày nấy. Có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng của ngày mai, đó đã là hạnh phúc lắm rồi. Nói chuyện không có đàng hoàng chút nào hết. Linh Hồ đại ca, em sao vậy? Chết thì chết, sống thì sống. Vợ sống vợ chết, một phế nhân giống như là anh. Đừng nói là người ta nhìn vào gai mắt, tự mình nhìn cũng thấy chán nữa. Nếu như muốn chữa trị nội thương cho anh, ngoài việc lên Thiếu Lâm ra không còn cách gì khác. Sống chết có mạng. Nếu như ông trời ông muốn lên Hồ Xuân anh chết, anh muốn trốn cũng trốn không được. Nội thương của anh không phải không chữa được. Em không cần phí đi 10 năm thanh xuân gì anh. Phải đi năn nỉ phương trưởng Thiếu Lâm Tự trị bệnh cho anh. Nếu như lên Thiếu Lâm Tự có thể chữa lành nội thương của anh, bất cứ giá nào em cũng phải thử. Nhưng không thể sống. Em cũng không muốn sống nữa.
Đại trưng, vết thương của ảnh... Nội thương của thiếu hiệp nặng hơn lần trước rất nhiều. Còn chữa được hay không? Tôi mua 1000 gian cổ đưa anh tới thiếu lâm tượng. Quá ra thiếu lâm chỉ là như vậy, chỉ có hư danh. Cô nương, khoan đã cô nương. Không phải là thiếu hiệp không có cứu được, nhưng mà nguyên khí ở trong người của thiếu hiệp loạn quá đi. Lúc nãy lão nạp đã dùng đại lực kim cương chỉ để phong bế nguyệt đạo của nó, tạm thời giữ được tánh mạng. Nếu như là muốn hoàn toàn bình phục, phải cần có dịch cân kinh của bản môn mới được. Đại sư, vậy hãy mau dùng dịch cân kinh cứu ảnh đi. Cứu mạng một người còn hơn xây thất cấp phù đồ. Cô nương à, cô nương còn nhớ lời hẹn ước của lão nạp hay không? Lời hứa ở lại thiếu lâm tự 10 năm. Cô nương bản tánh hiền lương, coi duyên với Phật. Nếu như là tịnh tu ở chỗ này, thì tất cả mọi tội nghiệp chắc chắn có thể hóa giải. Được, tôi hứa với ông. Nhưng mà phải chữa cho bằng được linh hồn đại ca. Còn nếu không, tôi sẽ bắt đệ tử của phái thiếu lâm đền mạng hết. A Di Đà Phật. Phật môn tịnh địa, đừng có nói cái chuyện sát sanh. Cô nương nóng lòng cứu người, lão nạp đầy hiểu rõ. Nhưng mà cô nương đừng có nóng nảy quá. Đừng có nói nhiều nữa. Ông cứu hay là không cứu? Kẻ tu hành từ bi, ở trong lòng của lão nạp đầy nhất định phải chữa cho tới lúc thiếu hiệp bình phục mới thôi. Cô nương yên tâm đi. Được, làm phiền đại sư. Vậy thì cô nương về phòng tịnh tu đi. Mời thí chủ dùng cơm. Thí chủ, mời dùng cơm. Tiểu hòa thượng, có chuyện gì? Ta muốn ra ngoài. Sư phụ cho biết thí chủ không được ra ngoài. Ta muốn gặp linh hồn đại ca. Sư phụ hạ lệnh thí chủ không được rời tỉnh thất này. Ta muốn ra ngoài. Ngươi giữ được ta hay không? Tránh ra. Tiểu quỷ, dám cản đường của ta. Có phải ngươi đã làm gì linh hồn đại ca? A Di Đà Phật. Thiện tài, thiện tài. Ngươi có tránh ra không? Ngươi không tránh ra, ta đánh chết cho ngươi. Tại sao nó không sợ chết? Đi đi. A Di Đà Phật. Thiện tài, thiện tài. Sư phụ. Cô nương vẫn còn lòng nhân từ, thật sự là có duyên với Phật. Đại sư, linh hồn đại ca ảnh có phải thật sự? Cô nương yên tâm đi, lão nạp đã dẫn công liệu thương cho hắn, tạm thời không có ác quá. Không cho tôi gặp ảnh, tưởng tôi tin lời nói các người sao? Nếu như cô nương nhất định không tin thì lão nạp cũng không có cách gì khác. Tôi muốn đưa linh hồn đại ca ra ngoài. Cô nương, Phật môn phương tiện, người hữu duyên đi hay là ở, cứ việc tự nhiên. Đừng có nóng nảy hành động, để rồi trễ nãy cái việc trị liệu cho thiếu hiệp đó, lúc đó hại người hại mình hối hận cũng không có kịp.
Đại sư. Từ hỷ ai để sanh ưu, từ hỷ ai để sanh khủng bố, bỏ hỷ ai vô ưu thì làm gì có khủng bố đây. Cô nương, nghiệp chướng của cô nặng quá đi. Lão nạp có một đề nghị. Đại sư, đưa tôi đi gặp Linh Hồ đại ca. Cô đi theo ta, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Linh Hồ đại ca, Linh Hồ đại ca. Cô nương, cô hãy xem kìa. Hoa sen. Vậy nghĩa là gì? Cô nóng nảy ở trong lòng, lão nạp mới đưa cô tới đây. Tôi muốn gặp Linh Hồ đại ca, không phải muốn ngắm hoa sen. Trong chốn thần thế, duyên lai duyên phi, cưỡng cầu để làm cái gì? Nói tới nói lùi cũng là muốn ngăn cản ta. Thiện tài, thiện tài. Cô nương thật sự cố chấp, không giác ngộ, lòng dạ đã bi nguyệt, dục bừng bích. Thiếu hiệp ở tại tịnh thất đó. Ta muốn gặp Linh Hồ đại ca. Cô nương đã quên sự hẹn ước giữa chúng ta rồi hay sao? Nếu như cô nương cứ làm theo ý của mình, như vậy thì chuyện hẹn ước của chúng ta kể như là hủy bỏ. Về vết thương của Linh Hồ đại ca, nếu hai người gần gũi với nhau như vậy thì cần gì năn nỉ để gặp mặt chứ. Nếu như các người có duyên, nhất định sẽ gặp mặt trở lại. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Cô nương hãy tam thấu tuyệt cơ, từ trong đó qua sen kia đi.